Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Alpha Computer. Như mọi người đã biết thì dòng GS của MSI được biết đến từ trước đến nay là dòng phân khúc thuộc hiệu năng cao, mỏng nhẹ hay Ultrabook Gaming. Và ở đây thì mình đang có một con GS MSI 66 là thế hệ tiền nhiệm của GS 65. Và hãy cùng mình tìm hiểu xem trong video clip này mẫu laptop này có gì mới và cải tiến ra sao nhé. MSI GS 66 Steel, cái tên thôi đã nói lên chất liệu sản phẩm được làm toàn bộ từ kim loại với màu sơn kho. Mặc dù được làm từ kim loại thế nhưng tổng thể máy không quá nặng. Nếu như không tính sạc thì chiếc máy này chỉ nặng chừng khoảng 2,1 kg, và so với những dòng laptop gaming khác thì cân nặng này hoàn toàn lý tưởng để mọi người có thể dễ dàng đem đi trong việc di chuyển. Quay trở lại với phần thiết kế, phần logo của MSI được in lên trên thế nên mọi người hoàn toàn có thể không hề cảm thấy gì cả. Và MSI bây giờ thì đã theo đuổi thiết kế đơn giản hơn, tinh tế hơn và đẹp hơn rất là nhiều nữa. Và lật máy ra thì chúng ta sẽ thấy được phần bản lề sẽ được đặt về hai bên. Và với thiết kế như thế này thì mọi người sẽ không bị lo là sẽ bung bản lề như những thế hệ cũ nữa. Phần mặt trước theo như công bố thì có tỷ lệ phủ lên tới tận 84%, và cả bốn cạnh thì đều rất là mỏng. Và điều may mắn thì vẫn có webcam 720p hỗ trợ Windows Hello. Và còn lại thì mặt tổng thể máy được thiết kế vuông vắn ở tất cả các cạnh, không còn bất kỳ đường nét bo tròn nào cả, kể cả các hốc gió tản nhiệt cũng được thiết kế sao cho vuông nhất để phù hợp với ngôn ngữ thiết kế này. Và xung quanh máy thì đặt đầy đủ các cổng kết nối, bên cạnh trái sẽ có cổng sạc này, USB Type-C, hỗ trợ giao thức Thunderbolt 3, HDMI 1 và có một cổng USB Type-A. Còn bên cạnh phải thì sẽ có hai cổng USB Type-A nữa, một cổng USB Type-C 3.2 Gen 2 và jack audio mạ vàng. Và bàn phím thì sẽ có một sự nâng cấp nhẹ ở đây, vẫn là kiểu bàn phím chiclet LED thông thường và được tinh chỉnh bởi Steel Series. Tuy nhiên sẽ cho cảm giác nhẹ hơn, êm hơn và ít gây tiếng động hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Và việc sử dụng luôn bàn phím này để chơi game hay gõ văn bản trong một thời gian dài là hoàn toàn thoải mái. Kể cả với những người dùng lần đầu tiên sử dụng thì mọi người cũng sẽ chỉ mất chừng khoảng 30 phút là có thể làm quen được rồi. Chuyển xuống phần bên dưới, phần trackpad, cảm giác di mượt mà, độ tracking tốt, thế nhưng diện tích thì lại hơi bé một chút. Và thay vì thiết kế như thông thường thì MSI lại kéo dài sang hai bên, và dù sao thì đây cũng là laptop gaming và việc làm touchpad quá xịn thì cũng phí, thế nên như này thì cũng đã là tốt lắm rồi. Về mặt thông số thì GS 66 có màn hình 15,6 inch, độ phân giải Full HD, tấm nền IPS tần số quét 240Hz, chất lượng hiển thị khi đo đạc cũng rất là ấn tượng khi có thể đạt tới 99% giải màu sRGB và có 65% giải màu Adobe RGB. Tuy nhiên với mức độ sai lệch của màn hình này thì tương đối cao khi delta E lớn hơn 3, và nếu như khi mọi người mang về sử dụng thì mọi người sẽ cần cân lại màu sao cho delta E nhỏ hơn 2, thì khi đó sẽ cực kỳ tốt, thì vừa có thể vừa chơi game này vừa có thể thiết kế đồ họa nữa. Cấu hình mình đang có ở đây được trang bị CPU Core i7-10750H 6x12 luồng và xung nhịp cao nhất thì có thể đạt được tới 5.0, 16GB RAM, một ổ SSD 520GB và một slot trống. Các đồ họa RTX 2060 cùng viên pin siêu lớn 99,9 Wh cho thời lượng sử dụng có thể lên tới tận 9 tiếng. Và có thể là nhiều bạn thắc mắc là tại sao viên pin không thể có thể cố lên được 100 Wh, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu viên pin cố lên 100 Wh thì mọi người sẽ không thể mang được chiếc laptop này lên máy bay rồi. Và để có thể gánh vác được sức mạnh của hệ thống này thì MSI đã trang bị hệ thống tản nhiệt siêu lớn cùng hai quạt to và một quạt nhỏ cùng 7 ống đồng được sơn đen. Hệ thống tản nhiệt này kết hợp với Cooler Push Trinity sẽ đảm bảo cho thiết bị của các bạn giữ được mức nhiệt tối ưu trong suốt thời gian sử dụng. Và ngoài ra thì còn có một công nghệ nữa, đó chính là công nghệ Dive Audio, sẽ mang lại cho các bạn trải nghiệm giải trí hay nghe nhạc ấn tượng với các giải âm thanh tách biệt rõ ràng. Nhưng mà nếu các bạn chơi các tựa game nặng thì vẫn nên đeo tai nghe để đảm bảo trải nghiệm âm thanh tốt nhất, vì lúc đó hệ thống tản nhiệt sẽ kêu khá là to đấy.
Nếu như các bạn quan tâm đến sản phẩm MSI GS66 thì đường link sản phẩm sẽ được An phát để ở ngay với phần mô tả nhé. Và nếu như mọi người mua MSI GS66 thì sẽ nhận được bộ quà tặng lên tới hơn 5 triệu đồng, sẽ bao gồm bàn phím cơ này, chuột này, tai nghe và ba lô MSI, và số lượng của món quà này thì cực kỳ có hạn. Và đừng quên là bấm like, share và subscribe kênh YouTube của An phát Computer để không bỏ lỡ những video của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. We'll be right back.